Trang Yến Vy và Ngọc Thanh xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của VNews TV trên băng tần 56.5. Và cũng xin cáo lỗi cùng quý vị hôm nay vì lý do kỹ thuật cho nên chị em đã lên đây trễ một tiếng đồng hồ và cũng xin cáo lỗi. Và thưa xin mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên với Trang Yến Vy. Vâng, thưa quý vị, để mở đầu phần tin thế giới ngày hôm nay là bão kép giảm cường độ sau khi hoàn thành Mexico, giết 21 người. Hai trận bão đang giảm cường độ sau khi quét qua vùng duyên hải phía đông và phía tây Mexico trong 2 ngày, giết chết ít nhất là 21 người. Bão Enrique đã xuống cấp thành bão nhiệt đới sau khi quét qua vùng vịnh phía đông bắc Mexico với sức gió là 62 dặm một giờ. Theo Trung tâm Dự báo Quốc gia của Hoa Kỳ, thì bão Enrique vẫn có nguy cơ gây lũ lụt và đất chuồi. Bão nhiệt đới Manuel đã tan biến qua đêm sau khi đã trút mưa xuống các đường phố, có chỗ lên cao tới 1 mét như tại khu Acapulco, khu vực nghỉ mát bên bờ Thái Bình Dương. Hàng ngàn người đã được di tản ra khỏi các thị trấn vùng duyên hải bên bờ Thái Bình Dương và trong vùng vịnh Mexico. Theo phối hợp viên của cơ quan dự báo thời tiết Mexico Juan Manuel Caballero cho biết là thì lần mới nhất Mexico bị hai trận bão ập vào cùng lúc trong 24 giờ là vào năm 1958. Và thưa quý vị, 20 tấn thịt bò giả bị tịch thu ở Trung Quốc. Tin từ Trung Quốc cho biết, cảnh sát tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc vừa thu giữ hơn 20 tấn thịt bò giả được chế biến từ thịt heo và xử lý bằng hóa chất. Theo trang tin của Trung Quốc, một nhà máy ở thành phố Tây An thuộc thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây đã sử dụng sáp, paraffin và muối công nghiệp để làm cho số thịt heo trên có bề ngoài trông giống như là thịt bò. Quá trình chế biến này thường diễn ra suốt đêm kể để số thịt bò giả kịp phân phối về các chợ địa phương và sáng hôm sau. Hơn 1 tấn rưỡi thịt bò đã được bán ra với giá khoảng là 25 cho đến 33 nhân dân tệ, tức là tương đương với khoảng từ 4 cho đến 5 Mỹ kim 1 kg. Tại nhà máy, cảnh sát cũng phát giác và tịch thu 20 tấn thịt bò giả làm bằng chứng. 6 xưởng chế biến đã bị đóng cửa. Vào tháng 5 vừa qua, hơn 900 người đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ do đã bế chiến để chế biến và bán thịt giả. Trong một chiến dịch truy quét kéo dài 3 tháng, những kẻ này đã bơm nước vào thịt để làm tăng trọng lượng, làm giả thịt cừu và bò bằng cách trộm hóa chất vào thịt cáo như là thịt chuột, v.v. Và Nhật di tản hàng trăm ngàn dân tránh siêu bão. Nhật Bản hôm nay đã phải di tản gần 300.000 căn nhà của dân đã tránh siêu bão Manji đổ bộ vào nước này, trong khi hoạt động giao thông tại nhiều khu vực bị ngưng trệ. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản gọi tắt là JMA, siêu bão Manji với sức gió lên đến 100 dặm trên một giờ đã đổ bộ vào thành phố Toyotoshi thuộc tỉnh Aichi lúc 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương. Đài truyền hình Nhật Bản NHK cho biết ít nhất 4 người mất tích vì lở đất và lũ lụt, 65 người bị thương, hơn 860 căn nhà bị ngập. Siêu bão Manji sau đó di chuyển về phía bắc, đông bắc với tốc độ 34 dặm trên một giờ. Và theo tin từ AFP cho biết thì có lúc tâm bão chỉ cách thủ đô Tokyo 31 dặm một giờ về phía bắc. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo mưa lớn chưa từng thấy sẽ đổ xuống Kyoto và các tỉnh lân cận. Nhà chức trách các tỉnh này yêu cầu khoảng 291.000 gia đình trong khu vực ảnh hưởng bão đi di tản. Chính quyền Kyoto đề nghị lực lượng phòng vệ Nhật triển khai binh sĩ để hỗ trợ các hoạt động cấp cứu. Khoảng 500 chuyến bay nội địa có lịch trình hạ cánh tại Tokyo hôm nay đã bị hủy. Các công ty vận tải đường sắt tạm thời ngừng cung cấp dịch vụ trên các tuyến đường chính ở khu vực trung tâm và phía đông Nhật Bản, bao gồm tàu cao tốc Shinkansen giữa hai thành phố Shizuoka và Mishima. Và thưa quý vị, Nam Hàn bắn chết người bơi sang Triều Tiên. Các binh sĩ Nam Hàn vừa bắn chết một người đàn ông khi ông này đang bơi qua một dòng sông biên giới sang Triều Tiên sau khi ông này phớt lờ cảnh cáo. Theo tin từ AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Hàn hôm nay cho biết, ông ta đã nhảy xuống sông Imjin, phớt lờ lời cảnh báo ngừng lại của binh lính Nam Hàn. Những binh lính đã nổ súng và thi thể ông đã được vớt lên. Phát ngôn viên này nói người đàn ông có thể đang cố gắng đào tẩu sang Triều Tiên, nhưng danh tính của ông này chưa được xác nhận. Vụ nổ súng kiểu này hết sức bất thường và những nỗ lực vượt biên từ Nam Hàn sang Triều Tiên cũng khá hiếm. Sông Imjin là một phần biên giới bên trên bộ với Triều Tiên ở phía tây của Nam Hàn và sự việc xảy ra cách Seoul khoảng 40 cây số về phía bắc.
Cũng trong một hành động liên quan, con gái một viên chức thuộc Bộ Công an Triều Tiên đã đào tẩu sang Nam Hàn. Một nhà hoạt động đã giúp cô chạy trốn hôm nay cho biết như vậy. Han, 19 tuổi, đã học một trường đại học ở Bắc Kinh, Trung Quốc trước khi sang một nước thứ ba vào tháng 5 để tới Nam Hàn. Nhà hoạt động này nói thêm, sau khi đến Seoul, Han đã được giới chức tình báo Nam Hàn bao bọc. Cơ quan tình báo quốc gia Nam Hàn từ chối bình luận về chuyện này. Hầu hết những người tị nạn Triều Tiên bắt đầu việc bỏ trốn bằng cách vượt biên giới sang nước láng giềng Trung Quốc và cố gắng đến nước một nước thứ ba nào đó, thường là ở Đông Nam Á, nơi họ sẽ xin phép để được tái định cư ở Nam Hàn. Họ có thể phải đối diện với sự trừng phạt nặng nề như bị giam trong tù nếu bị bắt và buộc phải trở về nhà. Trường hợp những thành viên thuộc giới tinh hoa của Triều Tiên đào tẩu sang Nam Hàn cũng tương đối hiếm gặp. Biểu tình tiếp diễn sang ngày thứ hai ở Thổ Nhĩ Kỳ. Những người biểu tình chống chính phủ tiếp tục xung đột với cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm hôm nay ở Istanbul. Người biểu tình đã phóng hỏa đốt các rào cản trên đường phố, trong khi cảnh sát tìm cách kiểm soát đám đông bằng cách xịt hơi cay. Chiều hôm qua Chủ nhật, nhiều đám đông đã tụ tập ôn hòa để dự một loạt buổi hòa nhạc. Nhưng khi màn đêm buông xuống, một số người biểu tình đã tắt ra và nổi lửa đốt các rào cản. Trong khi đó, các vụ chạm trán giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động tiếp tục sang đêm thứ Sáu liên tiếp tại thành phố Antakya ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Đã xảy ra nhiều cuộc biểu tình tại một số thành phố Thổ Nhĩ Kỳ khi một người biểu tình qua đời sau một cuộc biểu tình chống chính phủ vào ngày 9 tháng 9 vừa qua. Và ở tại Nga thì tàu ngầm hạt nhân Nga bị cháy. Một vụ hỏa hoạn sáng nay đã xảy ra trên tàu ngầm hạt nhân K-150 Tomsk đang được bảo trì tại một xưởng ở vùng Viễn Đông ở Nga. Phát ngôn viên cơ quan địa phương thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp cho biết, lửa đã bùng phát đầu giờ sáng thứ Hai trong quá trình hàng tàu ngầm tại khu xưởng ở vùng lãnh thổ Primorye và 13 đơn vị cứu hỏa từ Hạm đội Thái Bình Dương và Bộ Tình trạng Khẩn cấp đã đến hiện trường để dập lửa. RT dẫn điều tra ban đầu của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hỏa hoạn xảy ra do sự cáu thả trong quá trình hàng tàu Tomsk. Và bộ này cho biết, ngay sau khi có báo cáo về ngọn lửa, tất cả các nhân viên đã được lệnh phải di tản ra khỏi xưởng, không có thiệt hại nào về người. RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên nhà máy Vesta, nơi con tàu ngầm đang được bảo trì cho biết, ngọn lửa nhiều khả năng không thể gây ra một vụ nổ và cũng không gây nguy hiểm cho khu vực dân cư gần đó. Tàu ngầm K-150 Tomsk phải neo đậu để sửa chữa từ năm 2010 do những trục trặc trong hệ thống làm mát lò phản ứng hạt nhân. Italy nỗ lực trục vớt tàu du lịch Costa Concordia. Toán công tác đã khởi sự nỗ lực dựng đứng vị trí của các chiếc tàu du lịch Costa Concordia bị hư hại khi con tàu mắc cạn ngoài khơi nước Ý cách đây 20 tháng. Tàu Costa Concordia đã nằm nghiêng trong vùng biển gần đảo Giglio từ tháng Giêng năm 2012 sau một tai nạn gây thiệt mạng cho 32 người trong tổng số 4.200 người có mặt trên tàu lúc đó. Nhiều toán công tác đã khởi sự làm việc vào sáng thứ Hai sau nhiều giờ trì hoãn vì các cơn bão được qua đêm. Họ đã phải dùng cây cáp và sức nặng của các bồn chứa nước gắn liền vào một bên tàu để tìm cách dựng thẳng chiếc tàu. Chiếc tàu dài 290 mét sẽ được đặt trên những bục được xây ở đáy biển với những bồn chứa nước để giúp cho ổn định con tàu trong khi các tàu được duy trì tại chỗ cho tới năm tới. Các bồn chứa nước sau đó sẽ được xả nước và con tàu sẽ nổi lên trở lại để có thể được di chuyển tới một xưởng đóng tàu để được tháo gỡ. Thuyền trưởng của tàu Costa Concordia là ông Francesco Catino, hiện đang bị xét xử. Các công tố viên nói ông Catino đã gây ra tai nạn khi lái tàu quá gần bờ, rồi sau đó bỏ chạy trước đa số các hành khách trên tàu. Và Mỹ, Pháp, Anh muốn Syria tuân thủ thời hạn. Hoa Kỳ, Pháp và Anh đã đồng ý với nhau về sự cần thiết phải có một nghị quyết mạnh mẽ của Liên Hiệp Quốc, định ra những hạn chót rõ rệt và có tính ràng buộc pháp lý để Syria từ bỏ các vũ khí hóa học của họ. Văn phòng của Tổng thống Pháp François Hollande loan báo, thỏa thuận này hôm nay sau một cuộc họp ở Paris với Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông John Kerry, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và Ngoại trưởng Anh William Hague. Các nỗ lực trước đó nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thất bại, trong khi Nga và Trung Quốc dùng quyền phủ quyết của họ để ngăn chặn mọi sự can thiệp từ nước ngoài. Cuộc họp hôm thứ Hai diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hoa Kỳ và Nga loan báo một kế hoạch kêu gọi Syria phải liệt kê chi tiết của kho vũ khí hóa học của họ. Chính quyền Syria đã hứa sẽ tuân hành.
Tại New York, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ báo cáo với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về một phúc trình của các thanh sát viên vũ khí hóa học. Toán thanh sát này đã thu thập những mẫu xét nghiệm từ một cuộc tấn công gây nhiều chết chóc ở gần thủ đô Damascus hồi tháng trước. Các thanh sát viên có nhiệm vụ xác nhận đã xảy ra một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học mà không quy lỗi cho bất cứ bên nào. Hoa Kỳ, Anh và Pháp tố cáo các lực lượng chính phủ Syria là đã thực hiện cuộc tấn công, trong khi chính phủ Syria nói rằng chính những chiến binh nổi dậy đã triển khai các vũ khí hóa học. Vụ này đã khiến Hoa Kỳ đe dọa sẽ thực hiện một cuộc tấn công quân sự. Lời đe dọa này đã được xoa dịu vào tuần trước với một đề nghị của Nga. Theo đó, Syria phải giao lại cho cộng đồng quốc tế kiểm soát kho vũ khí hóa học của nước này. Hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Kerry khẳng định mối đe dọa về việc sử dụng vũ khí chống Syria là có thật. Nếu nước này không giữ cam kết sẽ từ bỏ vũ khí hóa học. Ông Kerry nói, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad cần phải hiểu rằng Hoa Kỳ quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình. Trong thời gian ở Paris, Ngoại trưởng John Kerry cũng sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao của Ả Rập Saudi là Hoàng thân Saud al-Faisal và hơn 100.000 người đã bị giết chết. Từ khi cuộc xung đột tại Syria khởi sự vào tháng 3 năm 2011, các cuộc giao tranh cũng buộc hàng triệu người đã phải rời di cư cả trong nội địa lẫn ra nước ngoài. Núi lửa Indonesia phun trào dữ dội. Ngọn núi Sinabung ở phía tây Indonesia hôm qua bất ngờ phun khói đen và đất đá dữ dội, làm cho gần 6.000 người dân sống quanh chân núi phải di tản. AP dẫn lời phát ngôn viên của cơ quan giảm nhẹ trên tay thiên tai của Indonesia cho biết, ngọn núi cao 2.600m ở tỉnh Bắc Sumatra bắt đầu phun trào từ sáng sớm hôm qua sau 3 năm ngủ yên, làm cho bốc lên khói tro bụi dày đặc và nhiều khối đất đá ra các làng chung quanh. 6.000 người ở các làng trong vòng bán kính 3 cây số chung quanh chân núi lửa phải di tản. 6 chuyến bay từ sân bay Kuala Lumpur, thủ phủ tỉnh Medan cũng đã bị hoãn lại. Không có thiệt hại nào và thương vong nào vì đợt phun trào của núi lửa lần này. Đến sáng nay, khói xám và kèm theo tro bụi vẫn bốc ra từ ngọn núi lửa cao nhất ở Bắc Sumatra. Nhà chức trách cảnh báo núi lửa vẫn có thể tiếp tục phun trào. Lần cuối cùng núi lửa Sinabung hoạt động là vào tháng 8 năm 2010, làm cho 2 người chết và khoảng 30.000 người phải di tản. Các nhà khoa học khi đó không dự đoán được vì núi lửa đã ngủ yên suốt 4 thập niên trước. 129 ngọn núi lửa đang hoạt động ở Indonesia, quốc gia có hơn 17.000 hòn đảo. Nước này nằm trên các đường đứt gãy cho kiến tạo lớn được gọi là vành đai núi lửa giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Và Trung Quốc ASEAN thảo luận về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Trong những ngày vừa qua, đại diện của Trung Quốc và ASEAN đã mở các cuộc đàm phán dài theo như trông đợi về một bộ quy tắc ứng xử cho Biển Đông, nhưng rất ít chi tiết về thành quả cuộc họp đã được công bố. Trung Quốc cho biết các tham dự viên đã đồng ý thảo luận về tiến trình thiết lập một thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý cho khu vực có những khẳng định chủ quyền, chồng chéo nhau và giàu tài nguyên thiên nhiên. Từ cả chục năm nay, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã tìm cách đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc về một bộ quy tắc ứng xử trong vùng lãnh hải có tranh chấp ở Biển Đông. Một bộ quy tắc như thế sẽ định ra các luật để giải quyết những tranh chấp giữa các ngư thuyền, các tàu thương mại và tàu của chính phủ thường xuyên sử dụng vùng biển có tranh chấp này. Trung Quốc đã chống lại việc mở các cuộc đàm phán như thế từ nhiều năm, nhưng đồng ý vào hồi năm nay là chủ trì một cuộc họp ở thành phố Tô Châu. Ngay cả trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán, các giới chức Trung Quốc vẫn nêu bật rằng không cần phải hối thúc nỗ lực và nhấn mạnh rằng một bộ quy tắc ứng xử không phải là điều có thể đạt được trong một ngày hay là hai ngày. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lỗi hôm nay phủ nhận việc Bắc Kinh là nước duy nhất muốn theo một đường lối dần dà. Có rất ít chi tiết về những gì đã được thảo luận tại cuộc họp ở Tô Châu. Theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các tham dự viên đồng ý tiến hành một cuộc tham khảo ý kiến cụ thể về bộ quy tắc ứng xử nhưng không có thông tin nào khác hay là một thời biểu nào được đưa ra. Các tham dự viên cũng thỏa thuận về hợp tác hàng hải về Trung Cộng, đề nghị chủ trì các cuộc thao diễn tìm kiếm và cứu hàng hải cũng như là thành lập một đường dây nóng khẩn cấp. Hồi đầu năm nay, Philippines đã nộp đơn lên một tòa án trọng tài của Liên Hiệp Quốc về điều mà Philippines gọi là những khẳng định chủ quyền quá đáng của Trung Cộng ở vùng biển này.
Gần đây hơn, Philippines đã nêu ra những lo ngại về những khối bê tông mà Trung Quốc đặt trên bãi cạn Scarborough đang có tranh chấp. Trung Quốc nói Manila không có quyền đưa ra những tố cáo như thế về hòn đảo mà Trung Quốc gọi là Hoàng Yến. Trung Cộng đòi chủ quyền gần như là toàn bộ Biển Đông và một số chuyên gia lập luận rằng những lời khẳng định chủ quyền này càng hung hăng của Trung Cộng đã dẫn tới tình hình ngày càng căng thẳng trong khu vực này trong thập niên vừa qua. Và thưa quý vị, Ngọc Thành và Trần Vy sẽ trở lại phần tin Hoa Kỳ sau phần thông tin thương mại. Nước mía Viễn Đông chiên cung cấp xỉ và lẻ mía tươi và máy ép mía, nước mía nguyên chất, nước mía ép với trái cây tinh khiết bổ dưỡng các loại sinh tố cà phê, trà, sữa, trân châu và đủ loại trái cây tươi, me, xoài, cóc, ổi. Đặc biệt, nước mía Viễn Đông sản xuất kem trái cây tươi tại chỗ. Nước mía Viễn Đông tọa lạc 13894 Poplar Street trong khu chợ Hòa Bình và nhà hàng Furiwa. Điện thoại 714-590-9035, 590-9035. Trân trọng, kính mời. Sun Ginseng đến từ đất nước Hàn Quốc. Một loại thuốc tuyệt vời giúp người dân Việt Nam chăm sóc sức khỏe cho chính mình. Đối với những bệnh nhân ung thư sau khi điều trị ở bệnh viện mà gần như được xác định là không còn khả năng chữa khỏi, thuốc Sun Ginseng để giúp họ kéo dài thêm sự sống. Loại thuốc này nếu mà gọi là một loại thần dược thì nó hơi quá, không dám. Nhưng mà tôi muốn nói là một loại thuốc quý. Thì vào tháng 2 năm 2012 thì tôi bị phai đao ra là bị ung thư cột sống và ung thư nhiếp hổ tuyến. Thì tháng 3 2012 tôi phải đi mổ cột sống, ung thư cột sống và ung thư nhiếp hổ tuyến trong vòng 25 ngày. Quý vị hãy nhìn vào cái tấm hình của tôi đang có ở trên tay đây, là hai cái tấm hình mà khi tháng 4 năm 2012 là tôi bị bệnh rất nặng và tưởng chừng không có cách gì mà sống được nữa vì 50-80 tuổi rồi. Thì cũng là bề trên run rủi, tôi cầu xin Đức Phật Bà Quan Thế Âm Thiền Viện Chân Nguyên đã cứu giúp tôi và đã run rủi cho tôi được gặp thầy gặp thuốc. Thì sau thời gian suốt hơn 3 tháng trời tôi bị bệnh, không ăn, chỉ có uống sữa mà thôi, sụt 46 bao. Thì sau khi uống 3 ngày rưỡi thuốc thì một cái đêm hôm đó tôi nằm ngủ, tôi thấy tự nhiên tôi thèm mặt, thèm nước mắm. Thì ngày hôm sau tôi ra, tôi thấy có một cái đĩa bắp cải luộc để trên bàn. Thế là tôi ngồi tôi ăn nửa đĩa luôn. Mà sau 3 tháng trời không ăn, cho đến sau khi tôi uống được 1 tháng rưỡi thì tôi đi khám bác sĩ lại. Thì lúc đầu cái chỉ số PSA của tôi ở ung thư nhiếp hổ tuyến là 2600. Nhưng mà sau khi 1 tháng rưỡi thì bác sĩ khám lại thì cái chỉ số nó xuống còn có 1300. Tất nhiên là nó xuống được khoảng 50%. Sau 3 tháng thì cái chỉ số ung thư nó xuống zero, không còn gì nữa cả. Nó chỉ còn là ung thư nhiếp hổ tuyến bình thường thôi, chứ cái chỉ số ung thư không còn nữa. Sun Ginseng là món. Bạn có thấy bạn như thế nào? Trân Vy xin hân hạnh giới thiệu đến cùng quý vị hãng mỹ phẩm La Prà được sản xuất tại Ý và Pháp, rất thích hợp cho làn da Á Đông. Vì Beautiful Skin Care, xin gọi 1-800-494-1324. Vega TV, tổng đại lý chính thức của các hiệu nổi tiếng như Sony, Samsung, Yamaha, Boston Audio, B&B, LG, Sharp là nơi chuyên bán các mặt hàng điện tử như TV LCD, HDTV, DVD player, các dàn âm thanh karaoke và microphone trứ danh. Vega TV đặc biệt có Osaki Medical Massage Chair, chiếc ghế đấm bắp tuyệt vời, giúp quý vị thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc, có chương trình trả góp dễ dàng. Vega TV tọa lạc tại 9938 đường Bonsai, góc Brookhurst, thành phố Westminster, điện thoại 714-775-8788. Chi nhánh 2 ở tại 8943 East Garvey Avenue, thành phố Rosemead, điện thoại 626-288-4880. Điện thoại miễn phí 1-800-617-3697. Và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 56.5 của Vietnews TV. Và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời quý vị theo dõi với bản tin đầu tiên do Trang Hiến Vy trình bày.
Và thưa quý vị, 12 người bị thảm sát tại bến tàu Hải quân Hoa Kỳ. Quân đội Hoa Kỳ cho biết là một số người đã bị thương và ít nhất một người thiệt mạng trong một vụ nổ súng ở Hải quân công xưởng tại thủ đô Washington. Hải quân Hoa Kỳ nói một người mang súng đã lọt được vào trụ sở Ban Chỉ huy Hệ thống Biển Hải quân hôm nay. Và ngũ giác đài xác nhận đã có một tổn thất sinh mạng. Trong khi tin tức ghi nhận có tới 6 người chết, các bản tin cũng cho biết đã có tới 3 người mang súng. Nhân viên an ninh đang lục soát cơ sở này. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Barack Obama đã được báo cáo về tình hình. Hải quân công xưởng tại Washington nằm cách trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ khoảng 2 cây số. Trụ sở Bộ Chỉ huy Hệ thống Đường biển của Hải quân là nơi làm việc của khoảng 3.000 người. Bộ Chỉ huy phụ trách về kỹ thuật, xây dựng, mua và bảo trì tàu biển, tàu ngầm và các hệ thống tác chiến. Và thưa quý vị, trong khi đó thì Tổng thống Obama nêu bật tiến bộ tài chính. Song song với những bài diễn văn về tình hình Syria hôm nay, Tổng thống ông Barack Obama sẽ có phát biểu về tiến bộ đạt được trong 5 năm kể từ khi các thị trường tài chính của Hoa Kỳ bị suy sụp. Tổng thống sẽ trình bày lý lẽ trong khi chờ đợi một số cuộc tranh đấu gay go với Quốc hội. Bài phát biểu sẽ được phát đi từ Vườn Hồng, Tòa Bạch Ốc, nêu bật sự phục hồi của nền kinh tế Hoa Kỳ trong 5 năm kể từ khi công ty tài chính toàn cầu là Lehman Brothers tuyên bố phá sản, làm tăng tốc sự khởi đầu của một cuộc khủng hoảng tài chính. Sau khi lên nhậm chức vào tháng Giêng năm 2009, ông Tổng thống Obama đã hành động để ổn định hóa công nghiệp tài chính, dành tiền của chính phủ để cứu nguy một số ngân hàng làm ăn thất bại, cũng như là 3 nhà sản xuất xe hơi chính của Hoa Kỳ. Tiếp theo đó là một cuộc phục hồi chậm, chắc và từng phần. Ông Jim Sterling là giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Tổng thống cho biết, một phúc trình mới của Tòa Bạch Ốc cho thấy các chính sách của Tổng thống phần lớn đã góp phần xoay chuyển tình thế cho nền kinh tế đang lụng bại. Các đại biểu Quốc hội thuộc Đảng Cộng hòa đối lập thì nói rằng Tổng thống Obama đã tập trung quá nhiều thời gian và năng lượng vào việc vận động để đề nghị chăm sóc sức khỏe của ông được thông qua. Chương trình thường được gọi là Obamacare và chú trọng quá ít vào việc tạo công ăn việc làm. Tổng thống và các nhà làm luật Cộng hòa dự trù sẽ mở các cuộc tranh đấu lập pháp trong những tuần sắp tới về ngân sách liên bang cần thiết để điều hành chính phủ và một mức trần nợ nần cần thiết để chính phủ có thể tiếp tục vay tiền. Ông Sperling cho rằng, việc Quốc hội, nhất là Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo không thỏa thuận và thông qua các dự luật được trở ngại lớn nhất cho sự phục hồi kinh tế liên tục. Các đảng viên Cộng hòa, kể cả Chủ tịch Hạ viện John Boehner, đang dọa là sẽ phủ quyết một sự gia tăng mức trần nợ, từ phi có kèm theo những cắt giảm thêm nữa trong mức thâm thục liên bang. Trong chương trình This Week with George Stephanopoulos của đài truyền hình ABC, Tổng thống một lần nữa đã tuyên bố ông sẽ không thương lượng về mức trần nợ. Tổng thống Obama nói mức thâm hụt đã được cắt giảm một nửa từ khi tôi lên nhậm chức. Nó còn tiếp tục theo một chiều hướng cắt giảm thêm nữa. Nếu chúng ta muốn cắt giảm thâm hụt hơn thì tôi đã đề nghị một ngân sách nói rằng chúng ta hãy làm như thế. Ngoài bài phát biểu được tại Vườn Hồng hôm nay, Tổng thống Obama cũng sẽ đi thăm một nhà máy sản xuất xe hơi ở thành phố Kansas City trong tiểu bang Missouri thuộc miền Trung Tây Hoa Kỳ để nêu bật sự phục hồi của công nghiệp xe hơi. Thí sinh gốc Ấn Nina Davuluri đăng quang Hoa hậu tại Mỹ. Một sự kiện chưa từng có đã diễn ra tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ Quốc ở Atlantic City, tiểu bang New Jersey chiều tối hôm qua. Cô Nina Davuluri trở thành người phụ nữ gốc Ấn Độ đầu tiên đoạt được vương miện Hoa hậu trong cuộc thi nổi tiếng này. Và cô Davuluri, 24 tuổi, cư ngụ tại Syracuse, tiểu bang New York, cho biết là cô sẽ sử dụng học bổng $50,000 mà cô thắng để theo ngành y khoa. Trong một năm nắm giữ chức vụ Hoa hậu Mỹ Quốc, cô Davuluri sẽ phục vụ trong tư cách là phát ngôn viên của STEM, chương trình cổ vũ cho các môn khoa học, công nghệ, kỹ sư và toán trong học đường. Khi cô tới thủ đô Washington làm việc với Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, cô Davuluri cùng 52 ứng viên khác, mỗi ứng viên đại diện cho một tiểu bang, cộng với khu vực thủ đô Washington, Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ đã được chấm điểm qua một buổi trình diễn tài nghệ. Qua các câu hỏi đáp trên sân khấu và về ngoại hình,
khi các cô xuất hiện trong các bộ đồ dạ vũ và áo tắm trong một cuộc thi được truyền hình trên toàn quốc. Và cô Davuluri là thí sinh thứ nhì liên tiếp xuất thân từ New York, đoạt được giải Hoa hậu Mỹ. Sau cô Mallory Hagen, người đã đoạt vương miện Hoa hậu vào tháng giêng tại cuộc thi tổ chức ở thành phố ánh sáng Las Vegas. Và thưa quý vị, đó là phần tin Hoa Kỳ và sau đây là tin từ Việt Nam. Giáo chức Sài Gòn bị cấm chấm điểm học sinh lớp 1. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Sài Gòn vừa chỉ đạo bắt đầu từ ngày 12 tháng 9, tất cả các trường tiểu học trong thành phố ngoài bài kiểm tra cuối năm học tuyệt đối không chấm điểm cho học sinh lớp 1 trong suốt quá trình dạy. Theo sở này, thay vì chấm điểm như từ trước đến nay, giáo viên thực hiện đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, trong đó tập trung về những nội dung học sinh đã và chưa thực hiện được để có kế hoạch động viên cũng như là giúp đỡ. Việc đánh giá thường xuyên được thực hiện cho tất cả các môn học. Đối với các môn như là tiếng Việt, toán, tin học và tiếng dân tộc đều được đánh giá bằng nhận xét. Các môn đạo đức, tự nhiên và xã hội, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục, thủ công được đánh giá bằng nhận xét theo quy định từ năm 2009 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Riêng môn tiếng Anh và các ngoại ngữ khác sẽ được thực hiện đánh giá theo quy định của đề án áp dụng riêng cho từng ngoại ngữ. Ông Nguyễn Quang Vinh là trưởng phòng của Tiểu học Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Sài Gòn cho biết, việc không chấm điểm cho học sinh lớp 1 sẽ giảm áp lực cho các em, thay đổi nhận thức của phụ huynh về việc cho con học trước chương trình, đồng thời giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới phương pháp dạy, tránh tạo tâm lý tự ti so sánh giữa các em, mà thay vào đó là tạo ra một nền chung. Đặc biệt, lứa tuổi các em còn khá nhạy cảm với được khuyến khích tinh thần khích lệ sẽ tốt hơn những con điểm xấu. Trong giai đoạn học sinh chưa được lời nhận xét trong vở thì giáo viên phải dùng những hình thức khuyến khích kèm theo lời trực tiếp. Khi học sinh đã đọc được, giáo viên ghi lời phê trong vở. Hàng tháng giáo viên sẽ nhận xét vào sổ liên lạc những điều cần đặc biệt lưu ý, giúp ích cho quá trình theo dõi giáo dục đối với học sinh. Từ đó báo cho phụ huynh biết kết quả học tập của con em mình sau mỗi tuần, mỗi tháng. Ngoài ra, phụ huynh cũng tham gia đánh giá con em mình bằng nhận định, ý kiến, phản hồi ghi vào sổ liên lạc như là một kênh thông tin tham khảo cho giáo viên. Ngoài ra thì bài kiểm tra vào cuối năm học được đánh giá bằng điểm số theo như là điểm số 10 không cho điểm 0 và điểm nhập phần, kết hợp với nhận xét những ưu điểm, hạn chế và đóng góp. Sửa lỗi cho học sinh, các bài kiểm tra định kỳ giữa kỳ, cuối kỳ được đánh giá bằng nhận xét. Các em học sinh cũng tự đánh giá đối với mọi hoạt động cá nhân sau khi thực hiện nhiệm vụ. Chia sẻ kết quả khó khăn với bạn, nhóm bạn hoặc giáo viên, sau đó sẽ báo cáo kết quả cuối cùng với giáo viên để được xác nhận và hướng dẫn thêm. Ông Nguyễn Văn Vinh là chia sẻ thêm, trong những năm gần đây, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Sài Gòn đã chỉ đạo trong chỉ 2 cho đến 4 tuần đầu, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đánh giá theo học sinh bằng nhận xét. Do đó, năm nay, việc đánh giá học sinh thay vì chấm điểm sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Bé trai bị bỏ rơi ở bến xe được gia đình đến nhận. Sau hơn 3 ngày được chăm sóc tại trung tâm bảo trợ số 1 Đông Anh, Hà Nội, bé trai bị bỏ rơi ở bến xe Giáp Bát đã được người thân đến nhận. Ông Nguyễn Văn Lưu là phó giám đốc trung tâm cho biết, khoảng 5 giờ 30 chiều ngày 16 tháng 9, người thân của cháu bé đã đến trung tâm và bước đầu chứng minh bé trai bị bỏ rơi ở bến xe Giáp Bát là con cháu trong gia đình. Đi cùng với người thân còn có một phụ nữ nhận là mẹ của cháu bé. Theo những giấy tờ liên quan, người phụ nữ này tên là Nguyễn Thị Thanh, có hộ khẩu gốc ở Quế Võ, Bắc Ninh. Sau khi xuất trình giấy tờ xác định bao gồm giấy chứng sinh, hộ khẩu gốc, chứng minh thư và đơn xác nhận của chính quyền địa phương, trung tâm đã tạo điều kiện để cho người mẹ và người thân được gặp gỡ cháu bé. Có mặt tại trung tâm bảo trợ số 1, cô Nguyễn Thị Thanh thừa nhận chính mình là mẹ cháu bé. Cô cho biết là do hoàn cảnh khó khăn nên khi gặp người đàn ông có dáng vẻ thân thiện, quý trẻ em ở bến xe, cô đã nghĩ quẩn và bỏ lại cháu bé rồi bắt xe về nhà chị gái ở Bắc Ninh. Vì thấy không có thể nuôi con được, không muốn con khổ vì mẹ nên em nghĩ bỏ con lại. Xe chạy được một đoạn thì em thấy thương con, lương tâm cắn rứt nên quyết định quay lại nhưng không thấy người đàn ông và con mình đâu nữa. Cô Thanh khóc nức nở kể lại như vậy. Và cô Nguyễn Thị Hải nhận mình là chị gái của mẹ cháu bé cho biết, cô Thanh và Nam sinh sống đã nhiều năm nay. Bản thân cô Hải cũng chưa hề biết mặt cháu. Chị em rất ít khi liên lạc với nhau.
Cô Hải cho biết là khi Thanh về Bắc Ninh chỉ dẫn theo một đứa bé, đến sáng nay thì nghe người thân trong Nam gọi điện, biết tin về cháu bé trên báo, nên gặng hỏi mới được biết đó là con đẻ của Thanh. Ông Hoàng Đông Phong, trưởng công an bến xe phía Nam cho biết đã nhận được thông tin từ về mẹ của cháu bé cũng bị bỏ rơi đến nhận con và sẽ tiến hành thủ tục xác định vào sáng ngày mai. Thanh không biết là cô này đã nghĩ như thế nào khi bỏ con lại như vậy. Thì quả thật là một người mẹ Việt Nam mà nghèo khổ quá, nhiều khi nghĩ là bỏ con để có người khác nuôi thì sướng hơn, nhưng mà biết tình mẫu tử không thể nào giết không bỏ được. Không thể nào làm được. Yeah. Dạ vâng. Và thưa quý vị, thì ở tại Bạc Liêu, nhà trường cho học sinh nghỉ học vì bận đại tiệc đám cưới. Sáng ngày 13 tháng 9, trường tiểu học Ngang Dừa ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu vắng bóng học sinh nhưng sân trường lại tưng bừng tổ chức tiệc một đám cưới. Theo báo Dân Trí, từ sáng ngày 13 tháng 9, dù là ngày thứ Sáu nhưng trường tiểu học Ngang Dừa không có học sinh đi học. Thay vào đó, bên trong sân trường lại được dựng lên hai mái che dành cho tổ chức tiệc đám cưới. Ngay bên ngoài cổng trường, một mái che khác cũng được dựng lên để đãi tiệc. Theo quan sát của phóng viên, ba mái che ước khoảng là 40 cho đến 50 bàn tiệc. Còn bên trong trường, các học sinh cũng như là phòng học ban đầu đều khóa kín cửa. Theo tin hiệu trưởng của trường tiểu học Ngang Dừa cho học sinh nghỉ học vào ngày 13 tháng 9 để dành chỗ đãi tiệc đám cưới con của một lãnh đạo phòng huyện Hồng Dân. Trao đổi với phóng viên Dân Trí về việc trường học cho học sinh nghỉ học để đãi tiệc đám cưới, ông Trác Văn Đây là phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bạc Liêu cho biết, trường tiểu học do cấp huyện quản lý. Việc cho học sinh cấp tiểu học nghỉ hay không là do cấp huyện quyết định nên sở không hay biết. Cũng liên quan đến việc nhà trường cho học sinh nghỉ học, trước đó báo Dân Trí cho hay là vào ngày 9 tháng 3 2013, trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành, thành phố Thanh Hóa đã cho hơn 800 học sinh nghỉ học vì công đoàn nhà trường tổ chức cho giáo viên đi lễ chùa đầu năm. Còn xa hơn nữa là ngày 22 tháng 2 2013, hiệu trưởng các trường mầm non và nhiều trường tiểu học thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã cho hàng ngàn học sinh nghỉ học để giáo viên tham gia thi đấu bóng chuyền, chuẩn bị cho ngày quốc tế phụ nữ. Việc nhà trường xem thường việc học của học sinh, bảo sao nền giáo dục Việt Nam lại không xuống cấp. Khi mới đây báo cáo về tính cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, tức là WEF, vừa công bố về tính hiệu quả của hệ thống giáo dục Việt Nam chỉ xếp hạng thứ 7 trong số 8 nước Asian được xếp hạng, trong đó nền giáo dục Việt Nam còn thua cả Campuchia. Và Việt Nam xem xét một hệ thống radar mới nhất của Nga. Theo hãng tin Interfax AVN, Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam đang xem xét khả năng mua một số hệ thống gây nhiễm thế hệ mới do Viện Nghiên cứu NPO Covent của Nga phát triển. Tin báo Người Lao động cho biết là một phái đoàn sơ khởi gồm các chuyên gia quân sự của Bộ Quốc phòng Việt Nam đang ở Novgorod để thảo luận về các đại diện của tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosatomnexport. Mục đích của chuyến đi là đến viếng thăm Liên hiệp Khoa học Sản xuất, được viết tắt là NPO Covent, một trong những doanh nghiệp thuộc quốc phòng hàng đầu của Nga. Theo thông báo báo chí của Covent, thì phía Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam đã tỏ ý mong muốn được xem xét một trong những hệ thống tác chiến điện tử mới và hiện đại nhất vừa sản xuất. Theo Covent, thì phái đoàn Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam sẽ được công ty Nga trình diễn hệ thống tác chiến điện tử tối tân nhất là 1L-269 Krasusa 2. Theo kế hoạch, chuyến thăm của phái đoàn chính thức phía Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam tới NPO Covent sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 9 tới. Được biết, trạm gây nhiễu đặt trên xe cơ giới là Krasusa 2 dùng để bảo vệ các khu vực lãnh thổ rộng lớn chống chính xác, phát hiện bằng radar cũng như chống các phi cơ chỉ huy và báo động sớm và phi cơ không người lái của địch. Đây là một trong những hệ thống gây nhiễu điện tử thế hệ mới được Nga hoàn tất kiểm tra trong năm 2009 và mới đưa vào trang bị với số lượng hạn chế. Các chi tiết kỹ thuật của hệ thống Krasusa vẫn còn được Nga giữ bí mật. Và cháy trung tâm thương mại ở Hải Dương. Một vụ cháy lớn xảy ra tại trung tâm thương mại Hải Dương vào sáng sớm ngày 15 tháng 9. Lửa khói mù mịt bao trùm khu nhà 3 tầng nơi kinh doanh của 500 tiểu thương. Theo báo Vietnam Express cho biết, bên ngoài khói đen bốc cuồn cuộn, bên trong trung tâm thì lửa đỏ rực như là trong hỏa lò. Đám cháy được cho là bắt đầu từ lúc 1 giờ sáng.
Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường từ sớm sau khi vụ cháy đã xảy ra, song chỉ một xe cứu hỏa hoạt động trong vài giờ. Đến 4 giờ sáng, lửa đã lan nhanh chóng từ tầng 1 và có thêm một số xe cứu hỏa được huy động từ Hưng Yên, địa bàn lân cận Hải Dương. Đến hơn 7 giờ sáng thì lửa bùng lên dữ dội và tấn công cả 3 tầng của tòa nhà và một góc trung tâm bị sập. Khói bốc lên ngùn ngụt. Cách hiện trường khoảng 1 km khoảng là cảnh sát dựng rào chắn để phân luồng giao thông. Hàng trăm người dân tiểu thương vây kín phía ngoài lo lắng. Có tổng cộng 10 chiếc xe cứu hỏa được điều động. Các xe phun nước vào trung tâm để dập lửa và hơi nóng, trong khi một xe cẩu tiếp cận từ trên cao phun nước xuống trung tâm tòa nhà. Các lính cứu hỏa cũng đã tiến vào dập lửa phía bên trong. Một khu kinh doanh cũng như là một chủ kinh doanh trong chợ cho biết đám cháy xuất phát từ khu tre nứa bên ngoài rồi lan nhanh vào bên trong trung tâm. Hiện có khoảng 500 tiểu thương đang kinh doanh tại trung tâm này. Tất cả hàng hóa tại đây đều không có bảo hiểm cháy nổ nên các tiểu thương ở đây vô cùng lo lắng. Trung tâm Thương mại Hải Dương là tòa nhà gồm có 3 tầng hoạt động từ nhiều năm nay. Tầng 1 bán quần áo, hàng may mặc tạp hóa, tầng 2 kinh doanh giày dép, tầng 3 bán đồ nội thất. Trung tâm thương mại bị cháy, tọa lạc thành phố Hải Dương cách Hà Nội 60 cây số về phía đông. Bị ép trong vụ tranh chấp trầu, ném mìn vào nhà chủ tịch xã trả thù. Ngày 14 tháng 9, Công an huyện Quảng Ninh, Quảng Bình xác nhận đã thực hiện bắt giữ ông Mai Xuân Quyết sinh năm 1975, ngụ tại thôn Long Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình về việc ném mìn vào nhà ông Nguyễn Văn Sĩ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn. Theo thông tấn xã Việt Nam, khoảng 1 giờ khuya ngày 13 tháng 9, tại nhà chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn đã xảy ra một vụ ném mìn. Hiện trường để lại một số hố đất bị khoét sâu gần lối đi vào nhà, tuy nhiên đã không gây ra thương vong. Qua điều tra, Công an Cộng sản Việt Nam tại địa phương đã bắt giữ ông Mai Xuân Quyết. Ông Quyết đã thừa nhận là người ném mìn vào nhà ông Sĩ. Trước đây, gia đình bên vợ của ông Mai Xuân Quyết có tranh chấp một con trâu với hàng xóm. Việc tranh chấp này, nhà cầm quyền xã Trường Sơn giải quyết không thành công. Sau đó, lôi vụ này ra tòa xét xử với kết quả bên gia đình vợ của ông Quyết bị thua trong vụ tranh chấp trâu. Nhiều người dân ở thôn Long Sơn, xã Trường Sơn cho rằng do chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Văn Sĩ đã thiên vị trong vụ tranh chấp trâu nên ông quyết định mới dùng mìn tự tạo ném vào nhà ông này để trả thù. Gần đây do phẫn uất vì bị chèn ép, ức hiếp, nhiều người dân đã tự chế tạo bom mìn ném vào nhà các quan chức và trưởng công an của chế độ để trả thù. Vụ Đoàn Văn Vươn tự chế súng đạn chống lại lực lượng cưỡng chế đất ở Tiên Lãng. Vụ Đăng Ngọc Viết nã đạn làm thương cho vong 5 cán bộ Cộng sản Việt Nam thu hồi đất ở Thái Bình mới đây là điển hình cho thái độ quyết liệt của những nạn nhân của cường quyền sẵn sàng liều mạng với chế độ bạo ngược. Và nhiều đàn voi rừng đã phá hoại tài sản của người dân. Theo Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk, từ cuối tháng 8 cho đến nay, nhiều đàn voi rừng đã xuất hiện di chuyển ra bìa rừng để kiếm ăn, phá hoại hàng trăm hecta cây trồng cùng nhiều tài sản của người dân và kinh doanh nghiệp đóng tại khu vực gần rừng thuộc hai huyện Buôn Đôn và Yusup thuộc Đắk Lắk. Theo báo Tiền Phong, thì các đàn voi đã di chuyển ra kiếm ăn khu vực nương rẫy của đồng bào các xã Imoa hay là Krongna, huyện Buôn Đôn và tàn phá gần 30 hecta hoa màu, cây trồng vụ hè thu của người dân. Voi rừng cũng xuất hiện tại khu vực sản xuất của công ty Hoàng Vũ, phá hoại hơn 50 hecta chuối và hơn 2.000 mét ống nhựa thuộc hệ thống tưới nước của doanh nghiệp này. Cũng theo khảo sát của trung tâm, hiện nay ở tỉnh có ít nhất là 5 đàn voi rừng cư trú với số lượng khoảng là 60 con cho đến 80 con. Và kính thưa quý vị, đó là bản tin chính của Vietnews trên băng tần 56.5. Và một lần nữa, Ngọc Thanh và Chánh Vy cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị một ngày thật là an lành. Và xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào tạm biệt.